Hello các em trai, em gái tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đây là video clip anh làm về vận hạn 6 tháng cuối năm của năm 2017 cho tuổi Kỷ Tỵ. Một cái tuổi mà theo anh là những người nữ cực kỳ rất là gọi là gì? Đáo để, theo từ miền Bắc là đáo để. Thì đầu tiên hết tuổi Kỷ Tỵ năm nay là không có dướng hoàng ốc, không có dướng tam tai, không có dướng kim lâu nhưng dướng hoàng ốc. Dướng hoàng ốc thì theo lẽ thì cũng không nên xây dựng nhà cửa, nhưng mà không nặng bằng kim long ha. Thì xét nội tại của cái tuổi này là có có can kỷ thuộc thành thổ, mà chi tỵ thuộc thành hỏa, mà hỏa thì sinh thổ, tức là chi sinh can, có nghĩa là ngọn nuôi dưỡng gốc rễ và là sự sinh ngược với tự nhiên, nhưng vẫn là tốt hơn là khác nhau. Và những cái người này thì sẽ được cái sự trợ giúp của bạn bè, người thân, của quý nhân ở bên ngoài nhiều hơn khi ra ngoài làm việc, tức là trong cuộc sống họ sẽ gặp nhiều may mắn, ít có gặp sự trở lực ha. Thành công đôi khi không phải là nhờ vào năng lực của chính mình mà là nhờ cái sự may mắn của đem lại cho mình ha. Người tuổi Kỷ Tỵ là do là họ là mệnh đại lâm mộc, nhưng mà đại lâm mộc này là đại lâm mộc âm, tức là người mà sinh vào tháng 1, 3, 5, 7 tức là tháng dương thì sẽ xấu hơn những người sinh vào 2, 4, 6, tức là mình đang nói tháng âm lịch ha. Thì nó sẽ thuận lẽ, và thuận lẽ thì những cái người mà thuận lẽ thông thường là có cuộc sống ít gặp trắc trở hơn những người sinh nghịch lẽ, và nếu mà gặp khó khăn thì họ cũng được quý nhân giúp đỡ và vượt qua dễ dàng hơn. Còn cái người mà sinh vào không thuận lẽ thì họ phải tự lực cánh sinh hết mọi thứ. Xem cái là coi như xét cái tương quan ngũ hành với lại nạp âm ngũ hành của họ với bản mệnh thì như thế nào. Người của tuổi này nam thì thuộc cung khôn hành thổ, mà mộc thì khắc thổ, mệnh mộc khắc thổ mà, cho nên là bản mệnh khắc với nạp âm ngũ hành, gốc khắc ngọn. Thường những người này thì không may mắn trong cuộc sống, những người nam này thì không có may mắn chỗ đang là hay gặp nhiều cách trở thử thách, phải nỗ lực rất là gấp đôi cái người bình thường thì mới có tiền tài danh vọng ở trung vật. Thiên can kỷ mà nắm cung khôn vốn dĩ thông minh xuất chúng, nhưng là có thể là những người này không gặp thời hay bị cản trở, lại ít gặp được cái sự giúp đỡ từ trợ lực từ gia đình, mà là cái gì mình cũng phải tự làm ra ha, cái gì mình có mình cũng phải tự làm chứ còn không có ai cho mình cái gì đâu ha. Nữ thì thuộc cung tốt hành mộc, bản mệnh và nạp âm ngũ hành thì cùng hàng mộc hết. Nạp âm ngũ hành thì nó bình hòa nhau, những người này tuy là không vất vả, không gặp nhiều trở ngại như những người mà nghịch nhau về nạp âm ngũ hành và bản mệnh, nhưng cũng không phải là người may mắn dễ thành công trên trường đời, họ phải nỗ lực nhiều hơn. Và cái thiên can của người nữ Kỷ Tỵ thì họ thâm trầm, khó đoán, yêu thì rất là cuồng nhiệt, yêu thì bất chấp ha, không cần phải suy nghĩ gì hết, nhưng mà đến khi gọi là không cần rồi họ lạnh lùng, mà họ cũng ghê gớm, lạnh lùng bất cần lắm. Mà người của thiên can của tuổi này là họ có cái mệnh, những người mà sinh vào tháng lẻ họ có cái mệnh làm lẽ, vợ bé hoặc là người đến sau không. Cái này là bản mệnh của họ, thiên tính của họ là như vậy chứ không phải họ muốn như vậy. Cái người này họ lựa chọn người yêu cũng rất kỳ cục, nhiều khi họ thích những cái người lớn hơn mình và phải có cái đầu óc hơn mình, chứ không mà ngang họ coi có ra gì đó. Kỷ Tỵ nó kỳ như vậy, Kỷ Tỵ nữ nó kỳ như vậy ha. Thì đó là những cái nội tại bên trong của Kỷ Tỵ, cả nam lẫn nữ. Bây giờ thì mình xét coi thử năm nay nam tuổi này nó như thế nào và nữ tuổi này như thế nào. Nội chung thì từ đầu năm đến giờ thì các bạn nếu như mà có quan tâm tử vi phong thủy thì các bạn đã có coi rồi. Thì đầu tiên là năm nay là sao Thổ Tú, chủ về tiểu nhân, sức hành đi xa không thuận lợi đối với nam ha. Có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thưa kiện, gia đạo thì không yên. Sao Thổ Tú là một cái sao tương đối không có nhiều ấy. Hạn thì là ngũ mộ, hạn xấu tốn tài đó. vận niên là trư phùng hỏa, heo bị lửa xấu. Năm nay mạng mộc gặp năm hỏa tức là sinh sức hỏa, mộc sinh hỏa ha, xấu luôn. Địa chi tuổi Tỵ gặp năm Dậu là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp chiếu âm, là địa chi đó. Thiên can Kỷ với Đinh đó là sinh là rất là hợp, cho nên tốt, mình có thiên can và địa chi là rất ok. Ngược lại là mệnh của mình là sinh xuất tốn tài ha. Chiếu theo vận hạn thì của vũ trụ thì năm nay đóng tại cung Hợi hành thủy thuộc hướng Tây Bắc, đối với người Kỷ Tỵ là sinh địa, tốt, ngon rồi ha, có sinh địa tốt. Tọa cung tiểu vận của các sao cố định của nam tử này có thiên mã nè, thiên phúc, dương phù, tan môn, thiên khôi, thị thần, cô thần bệnh ha. Có thiên mã là có chủ trì đi xa, hoặc là những người này đang ở xa nhà chứ không có gần nhà, và những người ở xa nhà thì năm nay sẽ có thành công. Thiên phúc, thiên dương hồng, dương phù, tan môn, thiên khôi, hỷ thần, cô thần bệnh. Có tan môn ha, tan môn đi với cô thần là chủ trì tan dành cho người nam, tức là tan của trong gia quyến của mình nhưng mà dành cho người nam ha. Cung xung chiếu thì có các sao Bạch Hổ, Lực Sĩ, Thiên Trù, Đà La, Tràng Sinh, Phá Toái, Tuần. Nhị hợp thì có các sao Thiên Quan, Quốc Ấn, Tử Phù, Tướng Quân, Lâm Quan, Kiếp Sát, có kiếp sát nữa mệt ha. Tuế Phá, Tiểu Hao, Quan Đới, Thiên Thư, Điếu Khách, Quan Phù, Quả Tú, Kinh Dương. Có sao mà sao nhiều sao thế. Theo như lượng đón tổng quát thì năm nay tuổi Kỷ Tỵ và đại la mộc nên chú ý về đường làm ăn không được tốt, đi lại thì chú ý về đường xe cộ ha. Còn gia đạo thì bất hòa, lắm, cần cẩn thận. Có tan trong gia đình họ hàng anh em, như là mình đã nói có tan môn, mà tan môn mà cô thần thì thường là về người nam. Đó là những cái mà chung chung thử coi xử coi là năm nay nhờ địa chi và nhân hóa, địa chi và thiên can luôn là một năm đời sống mà nói là làm vừa đủ chi nha. Công danh sự nghiệp đấy tuy là có nhiều thay đổi nhưng mà nó là thay đổi điểm tích cực chứ không có là thay đổi tiêu cực. Những dự tính và cơ sở của mình lúc làm việc đem lại cho bản thân tiền tài nhưng mà cho mai sau chứ không phải bây giờ. Đó là cái ha. Trong về phương diện mà ngoại giao và việc làm, trong năm nay có tam hợp hỏa khoa, hỏa lộc ha, cho nên là năm nay có thể là có thăng quan tiến chức nhưng mà không có tiền được đó ha. Và năm nay nếu như mà có tiền thì nên tạo cái tài sản cố định. Năm nay là phương diện tài chính thì có hỷ thần tọa chủ, thu nhập tương đối nhưng mà chi ra cũng không có ít đâu ha. Nhưng trong năm nay không nên hùng hạp với bất cứ ai, có làm cái gì thì làm một mình thôi, chứ nếu không mà làm với ai là sẽ bị người ta lợi dụng và mất tiền. Rồi đó là luận đón chung của cả năm. Còn thí dụ bây giờ anh sẽ đón từng tháng một cho 6 tháng tiếp theo, và đây là luận đón riêng của bản thân anh cho tuổi này. Tức là mình là mạng mộc, 2 tháng thủy vừa rồi tức là tháng 6 thường và tháng 6 nhược, đó là tháng thủy và tháng Đinh Mùi. Đúng không? Mình đó là mình là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp mà đang phải ngồi ha. Dần Thân Tỵ Hợi cũng không có gì hết. Tháng 10 thì là tháng thủy, tháng 10 là bình hòa về địa chi ha. Tháng đinh với kỷ thì cũng không xung không khắc. Thì tháng vừa rồi nói tiền bạc thì ok. 2 tháng vừa rồi là 2 tháng nói chung là không có bị tốn tiền, mà các em nói chung là có được những cái sự bình ổn về công việc, việc làm không quá khó khăn. Tuy nhiên đến tháng Mậu Thân tức là tháng Thổ ha, thì tháng Thổ này là tháng Thổ thì bình hòa, mộc khắc Thổ tức là mình khắc bản mệnh, của mình khắc mệnh của tháng. Nhưng tháng này lại là tháng Thân. Tháng này tháng Mậu Thân, mà mậu thân là Dần Thân Tỵ Hợi là tứ hành xung, là tháng này là tháng xung cộng với lại mệnh sinh xuất, thì công việc làm ăn của tháng 7 sẽ có vấn đề, và chủ hao về sức khỏe, về thị phi và bị tiểu nhân là chủ yếu ha. Tháng 7 tháng 7 của Kỷ Tỵ đấy ha. Đó. Rồi tháng 7 của Kỷ Tỵ gặp tương đối nhiều việc khó chịu trong công việc và tốn tài thì tháng này cũng không có tốn, do là mình khắc mệnh không tốn tài nhưng là mình tốn sức khỏe và có thị phi trong công việc, tại vì cái trụ sao Thái Tú ha. Nhưng đến tháng 8 cũng là tháng Thổ, nhưng nó tháng Thổ âm, và tháng này á, thì là có tam hợp tiếu âm Tỵ Dậu Sửu, nhưng ngặt một nỗi á, là cái chữ kỷ mình nó đồng hàng, cho nên tháng này á, là một tháng có thể nói là tiền bạc tương đối. Nó mình khắc mệnh, bản mệnh mình khắc nó mà khắc cái bản mệnh tháng, cho nên là tương đối mình có được hai cái tốt và đồng hàng, thì mà tháng này sẽ đỡ hơn tháng 7, tháng Mậu Thân, là công việc nó bắt đầu nó chạy hơn. Ví dụ như tháng Mậu Thân mình bị người ta chọc kẹt, nhưng mà tháng này cái người mà ấy thì người ta đã hiểu được cái việc của mình và công ăn việc làm của mình bắt đầu tiếp tục chạy, là đây là một điều tốt. Tới tháng Tuất là tháng Kim, mà Kim thì nó khắc mộc, nhưng được có một cái là mình là sao tháng Canh Tuất này á, là mình về địa chi và về thiên can thì mình không có kỵ, mình chỉ có kỵ về mệnh, thì cho nên là mệnh của mình nó chỉ là những cái việc khó chịu, khó khăn gây gổ với gia đình nếu có bà xã rồi, và một chút gì đó cẩn thận cái việc tai nạn trong cái tháng 9. Tháng 9 năm nay thì nó có nhiều điều xảy ra lắm, mọi người sẽ chờ xem ha. Nhưng mà đến tháng 10 tức là tháng Tân Hợi, tháng Tân Hợi này là tháng Kim đúng không, rồi luôn là tháng Tân Hợi á, là sao Tân Hợi là tháng xung luân của mình dần thân Tỵ Hợi, là tháng xung luân, cung xung, tháng xung, và mệnh là bị tương khắc, nó khắc mình, cho nên tháng này là cực kỳ khó chịu cho với các bạn nam của tuổi này ha. Tháng này là mọi cái sự xấu, chủ xấu nó sẽ nằm ở trong tháng này. Tháng này là nào là bị tiểu nhân quấy phá nè, nào bệnh, mình có bệnh là có bệnh tan môn ha. Rồi nói chung là tháng 10 là mọi cái sự xấu của các sao chiếu mệnh ở trong cung của mình nó sẽ nằm ở đây, trong đó có tan môn nè, cô thần nè, đúng không, tan môn, cô thần, rồi cái gì nữa ta, tan môn, cô thần, Đà La ha, phá toái ha, tuần ha, kiếp sát đó, mấy cái sao đó, mấy cái sao thiên hư nè, rồi quan đới nè, mấy cái sao rất là xấu. Mấy cái sao đó là liên quan tới gì, việc kiện thưa nè, ra công an nè, kiếp sát là không có tốt về mạng của mình nè, gặp mình năm mạng mộc, gặp năm hỏa nữa thì nó là sinh xuất đi, nó rất là tốn năng lượng, mà toàn là những cái sao xấu nó chiếu mệnh mình không. Mà khi mà mình cái bản mệnh của mình yếu, gặp sao xấu nó chiếu mệnh là mình bị yếu đi, tất cả các mọi thứ nó yếu đi, thì cái này nó sáng lên, mà cái sao xấu nó sáng lên thì sẽ chủ sự xấu xa nằm trong tháng này. Cho nên là các em cẩn thận cái tháng 10, không cho ai mượn tiền, không có đầu tư lớn, và đi đường cẩn thận, đi xa cẩn thận. Các em có thiên mã thì các em đang ở xa gia đình, và các em không nên đi xa khỏi cái nơi khu vực mình làm việc. Thiên mã năm nay là các em là chủ đi đứng đi nhiều, đi chỗ này đi chỗ kia, gặp chỗ này chỗ kia ha. Rồi đó là xong. Tháng 10 là tháng xấu nhất của năm nay, tính đến là tháng 11 là tháng mộc, tháng Nhâm Tý thì cũng không có gì ha. Nhưng mà đến tháng 12 là tháng Quý Sửu. Tháng Quý Sửu thì là mình tam hợp tiếu âm Tỵ Dậu Sửu, nhưng ngặt nổi là chữ kỷ của mình nó khác với lại quý, mà mộc thì đùng cùng hàng, cho nên tháng này cũng chủ hao về tiền bạc. Kỷ khắc quý thì nó sẽ rất là chủ hao về tiền bạc, và một chút gì đó gọi là gì, không thoải mái trong việc gia đình, gia đạo. Trên đây là 6 tháng cuối năm của các anh nam. Nào, các anh nam xem và cẩn thận, nhất là vào tháng 10. Tháng 7 thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà tháng 10 thì cực kỳ là xấu, cho nên là các em cẩn thận ha. Rồi bây giờ các chị nữ thì sao ha? Các chị nữ chắc anh nghĩ sẽ tốt hơn chứ. Thường thì sao Vân Thớn. Các chị nữ năm nay thì 29 tuổi, có sao chủ là sao Văn Hớn, chủ cứu phòng thương tật, tai nạn, ốm đau, nóng nảy, thị phi, kiện tụng giấy tờ. Đó. Ha, cũng như ấy thì hạn của may là hạn ngũ ngộ, cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn. Đó, cho nên là thấy không ổn rồi ha. Trư phùng hỏa là heo gặp lửa xấu, năm nay gặp năm hỏa nữa cho nên là xấu thật. Mạng mình mộc, năm hỏa là khắc xuất, cho nên là bất ổn. Thì vậy Tỵ Dậu Sửu, năm nay năm Tỵ, năm nay năm Dậu, mình tuổi Tỵ, Tỵ Dậu Sửu là tam hợp thiếu âm, ok. Kỷ Đinh là hợp, khắc sanh xuất cho nên ok. Mọi thứ là thắng lợi. Nhưng thì cũng như các tọa cung của tuổi nữ tuổi này còn có Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù. Ba cái sao này thì là ba sao xấu, nhưng nếu như tam hợp ba sao đi chung thì công việc làm ăn sẽ rất là ok. Đặc biệt nha, ba sao này nó nếu mà đi riêng từng cái thì thấy nó là đấy, nhưng mà nó đi chung Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù thì ba sao này đi chung thì rất là ok. Có Thiên Mã, tọa cung tiểu vận, các sao cố định có nè, Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù, Thiên Mã. Thiên Mã là chủ đi tới đi lui, thay đổi công việc, thay đổi nhà cửa, thay đổi cái nơi mình ở. Các sao chiếu các sao cố định Thái Tuế, Quan Phả, Kinh Dương, Thiên Mã, Lưu Niên, Vân Tinh, Tân Môn, Cô Thần, Đại Hao. Có Đại Hao thì mà tốt tiền lắm. Triệt, Phượng Cát, Giải Thần, Điếu Khách, Lực Sĩ, Đà La, Quả Tú. Có cả Cô Thần và Quả Tú luôn. Thiên La ha. Các sao kia, các sao lưu chiếu thì có Long Đức, Quốc Ân, Tướng Quan, Tướng Quân, Tuần Triệt. Tuần Triệt mà đi chung thấy mệt rồi. Bạch Hổ và Tiểu Hao luôn. Long Tri, Hỷ Thần, Hóa Quyền, Đường Phù, Địa Võng, Quan Phù. Tức là năm nay thật sự là thấy có cái chuyện làm ăn được thôi, chứ còn rất là nhiều chuyện ở phía sau nữa của cái tuổi này. Phương diện mà ngoại giao và việc làm thì có Phượng Cát Giải Lộc, nghĩa là trong việc làm có nhiều cơ hội để thăng tiến, được người đời ưu đãi, việc làm ổn định, được mọi người tín nhiệm danh vọng. Có tam hợp thiếu âm, như đã nói ở trên là Thái Tuế, Bạch Hổ, Quan Phù, thì sẽ có rất là tốt về cái đường công danh, cái sự tiến lên của sự nghiệp của mình. Nhưng mà riêng năm nay thì không nên táo bạo mà đầu tư cái gì lớn. Tuy là đường công danh sự nghiệp nó vạch rỡ rộng, nhưng mà đừng có đầu tư gì lớn. Nếu đầu tư lớn thì sẽ không có thu lại được, mà dễ bị hao tốn tiền đi. Rồi nói về diện tình cảm thì năm nay có cả Cô Thần và Quả Tú, thì cho nên đó là có thể năm nay sẽ có xảy, nếu như mà chuyện tình cảm gia đạo thì sẽ không tốt, thậm chí là có chia ly. Ở bên ngoài đó, thí dụ như tình cảm là vợ chồng, ở bên ngoài thì người ta nhìn vô thì người ta thấy là mà mình rất hạnh phúc, mình ở kia, nhưng lại bên trong có rất là nhiều ẩn khúc mà không có ai hiểu được. Tại vì bản thân của Kỷ Tỵ nó là vậy. Phải lấy câu mà chỉ hòa vi quý ở trong nhà đó, tức là phải tỏ ra lạnh lùng, con rắn có như bất cần thì mới có thể gọi là yên ổn, chứ nếu không là chết, là có chia tay. Và đó là những cái chung của cả năm ha. Và từ đầu năm tới giờ là các bạn Kỷ Tỵ đã thấy rồi. Cũng 6 tháng cuối năm thì đối với Kỷ Tỵ nữ cũng vậy, thì các bạn sẽ còn để ý cho mình tháng mậu thân, tức là tháng 7 cái này, tháng Thổ. Tháng này thì các bạn chủ trì của cái việc này là vẫn là cái việc của những cái sao mà Cô Thần, Cô Quả, Quan Phù, thì các bạn cái chủ trì cái việc kiện thưa, xảy ra việc xấu trong công việc làm ăn. Các bạn kiện thưa, các bạn có thắng đi nữa thì các bạn cũng dính kiện thưa, cũng dính cái chuyện mà thị phi, ném đá vỗ tay. Cho nên là tháng 7 này là một trong những cái tháng mà 2 tháng vừa rồi thì các bạn ok, nhưng mà tháng này thì nó bắt đầu có chuyện xấu, chuyển biến xấu đi ha. Và kéo đến hết tháng 7 lịch, tháng này gặp là tháng cô hồn nữa, cho nên nó có nhiều cái chuyện cô hồn lắm, nên mình nhớ đi cúng cô hồn, coi như mình cúng cô hồn tốn tiền đi ha. Thì nó có Đại Hao và Tiểu Hao đi chung luôn, cho nên năm nay mình không được may mắn như là các anh nam, là không có Đại Hao đi, có chỉ có Tiểu Hao đi chung thôi. thì có đại hao và tiểu hao thì tốn tiền lắm và tốn sức nữa. Chủ trì cái sao của mình năm nay là sao gì? Sao Vân Hớn, bệnh đó, rồi chủ trì bệnh xấu mà tốn tiền. Và đặc biệt luôn là cũng như các nam, các em phải cẩn thận cho nhất là vào tháng 10, tức là tháng Tân Hợi, tháng Kim, tháng 10 âm lịch. Mọi chuyện xấu của năm nay nó sẽ tập trung vào tháng đó, và khi mà nó xấu đến người ta gọi là dậu đổ bìm leo. Người ta cái người mà nó gọi là nó tiểu nhân á, là nó chờ cơ hội, mình mà vừa ngã xuống cái đó đạp cho ngã luôn. Cho nên là cẩn thận tháng này. Và cũng như đã nói như trên là năm nay là một cái sao Vân Hớn thì như đã nói thì do là mình hỏa gặp ra mọc gặp hỏa sản xuất nữa, cho nên là không đầu tư lớn, mình có cái gì mình bám cái đó mình đi lên thôi, và công việc mình cứ ổn định mà tiếp tới, đừng có mà gọi là bạo dạn. Mà vốn dĩ của tuổi Kỷ Tỵ thì không có thích Kỷ Tỵ nữ thì họ không có thích ao ao, họ thích chắc chắn. Nhưng mà đừng nghĩ rằng những cái gì mình thấy công việc mình tốt rồi mình đẩy mình lên làm lớn ha, từ từ thôi. Tuổi này vẫn chưa phải là tuổi nắm tiền của Kỷ Tỵ nữ. Tuổi nắm tiền của Kỷ Tỵ nữ phải được qua 34 tuổi. Cho nên là bình tĩnh, cứ từ từ ngồi đó, tiền rồi nó cũng sẽ về tuổi Kỷ Tỵ. Từ vốn dĩ Kỷ Tỵ là những người nữ Kỷ Tỵ tuy là thâm trầm về tình cảm, đa đoan khó đoán, nhưng những người tuổi Kỷ Tỵ không phải là những người không biết nắm tiền. Từ gì tuổi Kỷ Tỵ như đã nói, con rắn là nó làm gì? Canh kho báu là điển hình nhất của nó. Cho nên là cứ từ từ, kho báu nó đầy rồi hãy canh, còn bây giờ cứ từ từ đi ha. Chào, đó là những chia sẻ của anh về tuổi Kỷ Tỵ 6 tháng cuối năm, cả nam lẫn nữ. Chúc các em có được những cái thông tin cần thiết để mà đầu tư và phòng tránh những cái tai nạn đến với mình trong những cái tháng còn lại của năm Đinh Dậu 2017. Nếu các em thấy hay, bấm like và nhớ bấm like và chia sẻ video clip này. Cũng đồng thời nếu như mà các em nào coi qua video clip này mà chưa đăng ký kênh của anh Ba thì bấm bên dưới đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi để nhận được những cái video clip về tuổi của mình cũng như là tuổi của anh em, bạn bè, cha mẹ của mình, để có được những cái thông tin về tử vi phong thủy một cách tốt nhất và chính xác nhất. Mong là những chia sẻ của anh nó chính xác, chứ còn anh không dám nói là chính xác ha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.